Ai dạy nhóm này? Đây là trường 10. Ai dạy để cho người ta hô chứ là để cái thầy hô đấy. Đây nào của anh? Đây là trong thầy tác ạ. Huyền gọi thầy. Huyền chỉ huy. Huyền chỉ huy. Huấn luyện viên nào phải trực tiếp nó quen. Huấn luyện viên của ai trực tiếp hô? Đấy. Con vào đánh chưa? Con đánh cái gì? Không, con cười đi. Con ra đánh chiến thuật cho nào. Con gọi gọi ấy ra. Này, các bạn chưa? Các bạn này chưa? Sao các bạn này đây? Hiếu ơi. Hiếu ơi. Bảo vào Hiếu ra đây này. Phần đường con dạy đâu? Con giờ con đâu làm? Đến thi chưa? Đang thử thi ạ. Con gọi cái trà đánh chiến thuật gọi mấy đứa rồi. Con dàn dựng cho thầy mấy chiến thuật. Ba công tác rồi. Đây cái thi. Đâu nhóm nào? Vi vào trong công phá. Con không cần phải ấy. Nhá. Con không phải kiểm tra quyền. Thôi, con vào chuẩn bị đi. Con dàn dựng cho nó mấy đứa kia nhỏ cả cũ của nó. Đánh mấy động tác, đánh lại bài cả cũ thôi. Thế Vi này mới cả mấy đứa kia. Nó không phải thi quyền. Vào không ngoài, vào dàn dựng mấy động tác xong cho ra cú phá. Đấy, con xe máy chạy qua. Kìa. Rồi. Đã kiểm tra chưa? Nhóm Trần Phú đâu? Con giờ con sàn dựng nó đi để tí con cho vào luôn. Danh sách luôn đi. Cho lốt đợt này đi. Thầy con ra dàn Trần Phú đi. Không lắm thầy nhiều mà. Cho lốt đợt này đi.
Thôi đi rồi. Mày đến để cho Phước nó vào đi, thay vị trí mày đi, con ra ngoài đi. Phước thay vị trí của thằng ấy đi. Gọi vào đi. Anh Việt thay vị trí của thằng Tiến đi. Vào xem hỗ trợ cái này gì đi. Thủy ra ngoài đi. Thay vị trí chỗ anh Thủy đi. Nha. Đâu? Đâu? Có căng thẳng không? Các cháu bị áp lực đấy phụ huynh ạ. Đấy. Tức là như này bị tạo không khí áp lực. Không này ỉ lại. Suốt ngày các thầy đánh. Bỏ áo khoác ra, bỏ hết áo khoác ra, khẩn trương. Thủ thẳng thẳng bắn anh luôn mày nhé. Ừ.